Thanh Hằng chấm Miss Universe Việt Nam 2024. Tối ngày 25 tháng 6, tổ chức Miss Universe Việt Nam công bố người mẫu Thanh Hằng là giám khảo đầu tiên mùa giải năm nay. Phú bắt tay lần hai giữa Thanh Hằng với nhà sản xuất dược sĩ Tiến và hoa hậu Hương Giang nằm ngoài dự đoán của khán giả. Dù The New Mentor 2023 với sự góp mặt của Thanh Hằng ở vị trí huấn luyện viên tạo hiệu ứng về rating và social, khán giả cho rằng sẽ còn khá lâu nữa mỹ nhân 41 tuổi mới trở lại làm việc cùng hai nhà sản xuất này. Tuy nhiên, việc hợp tác đã xóa tan mọi ngờ vực. 5 năm rồi tôi mới quay trở lại vị trí giám khảo một cuộc thi nhan sắc. Cảm giác đầy thích thú và phấn khởi. Việc Miss Universe Việt Nam có sự thay đổi về công ty chủ quản lẫn sự tham gia của bộ đôi nhà sản xuất Hương Giang, Dược sĩ Tiến, tôi nghĩ sẽ có nhiều điều thú vị. Sẽ là những cuộc tranh luận của Thanh Hằng với họ, hay tất cả chúng tôi đều đồng lòng? Khó đoán nhỉ? Nhưng cái vui chính là ở sự khó đoán, cô nói. Trên fanpage cuộc thi, khán giả bày tỏ sự bất ngờ và ủng hộ khi Thanh Hằng nhận lời làm giám khảo Miss Universe Việt Nam. Thanh Hằng sinh năm 1983, hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim. Thanh Hằng được khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2001. Sau đó, cô nhanh chóng gây ấn tượng trên sàn diễn thời trang và giữ vững vị thế một trong những người mẫu hàng đầu Việt Nam suốt hai thập kỷ. Người đẹp cũng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh như Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Những nụ hôn rực rỡ, Mẹ chồng, chị em. Nhờ khả năng chuyên môn và sức hút bền vững của mình, Thanh Hằng được mời ngồi ghế giám khảo một số mùa Việt Nam Snet Top Model, cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, làm huấn luyện viên The Face Việt Nam 2018. Đồng thời trở thành gương mặt quảng cáo, đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng lớn. Miss Universe Việt Nam năm nay nâng tuổi thí sinh từ 28 lên 33, nhằm thu hút nhiều cô gái đi thi. Độ tuổi tối thiểu của thí sinh là 18. Ngoài ra, theo quy chế, các cô gái đều phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Người chiến thắng năm nay giành giải thưởng tiền mặt 2 tỷ đồng, lớn nhất trong số các cuộc thi nhan sắc trong nước từ trước đến nay, theo đại diện ban tổ chức. Sau vòng casting, ban giám khảo chọn top 40 chung cuộc. Các người đẹp trải qua quá trình huấn luyện và 8 thử thách trước khi vào chung kết, dự kiến tổ chức tháng 9 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tân Hoa hậu nhận vương miện từ Bùi Quỳnh Hoa, có cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.